Đồng hồ vang vọng xin được gửi tới và giao lưu cùng với các bác một chiếc đồng hồ tủ đứng của người Mỹ, đặc biệt đến từ thương hiệu Hamilton, một thương hiệu rất là nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực sản xuất về đồng hồ. Đây là một chiếc tạ cây, hay còn gọi là một chiếc đồng hồ tủ đứng các bác nhé, của thương hiệu Hamilton. Một chiếc mang cái vẻ đẹp sang trọng và hoành tráng khi các bác nhìn vào chiếc đồng hồ tủ đứng. Còn ngoài ra, thương hiệu Hamilton còn sản xuất thêm cả những chiếc đồng hồ treo tường và cả những chiếc đồng hồ đeo tay nữa các bác nhé. Đây, đây là cái thiết kế tổng quan một chút em đang quay để các bác được nhìn đây. Và chiếc đồng hồ Hamilton em đang giới thiệu đến các bác, nó còn đầy đủ tất cả các giấy tờ đi kèm để chứng minh đây là một chiếc đồng hồ Hamilton được người chủ cũ người ta sở hữu vào năm nào các bác nhé. Đầu tiên, đó là một cái phần catalog thu nhỏ. Các bác có thể thấy ở trên các phần catalog này chúng ta đang có một bức tranh về nhà máy này, người chế tác là cái thương hiệu Hamilton và người thợ đang chăm chút tỉ mỉ để hoàn thiện chiếc đồng hồ để gửi tới các bác, đúng không ạ? Một bức tranh rất là đẹp, rất là ý nghĩa, đúng không các bác? Và trong này thì chắc chắn rồi, người ta mô phỏng qua và giới thiệu qua một chút về cái thiết kế của bộ mặt số 51 này, tên thương hiệu Hamilton này và các cách để hoàn thiện một chiếc đồng hồ đẹp. Người ta sẽ sử dụng những cái chất liệu như thế nào và người ta sẽ sử dụng cái phần ghép, môi ghép như thế nào các bác nhé. Và bên dưới sẽ là cái thông số người thợ đang chỉnh sửa lại cho chiếc đồng hồ thêm phần hoàn thiện. Ở đằng sau đây, tờ giấy Hamilton cửa nóc. Rồi, trước khi đi vào chi tiết tiếng chuông thì mời các bác nhìn qua một chút cái giấy tờ mà chiếc Hamilton này còn giữ lại được các bác nhé. Ở đây thì em còn giữ được 3 loại giấy tờ, em sẽ cho các bác xem từng loại giấy tờ một nhé. Đầu tiên, đây là một cái phần giấy tờ bảo hành, ngày mua, ngày bán. Và chiếc này được mua vào tháng 10, 13 tháng 10, em xin lỗi, 13 tháng 10 năm 1984. Và tên thương hiệu đây các bác nhé, Hamilton. Số model này, số series đầy đủ đúng không các bác? Ngoài ra thì đây, đây là còn là một cái tờ, một cái quyển sách hướng dẫn của thương hiệu Hamilton đấy các bác nhé. Các bác nhìn là từ xa này, rất là đẹp, thiết kế từ ngày xưa đấy mà rất là chỉnh chu đúng không ạ? Ở bên trong thì chúng ta sẽ có những cái phần hướng dẫn sử dụng nha các bác nhé. Rất là chi tiết luôn. Và từng mục hướng dẫn sử dụng thì người ta sẽ có từng những cái mark riêng này này, như kiểu là đánh dấu. Ví dụ như cách chỉnh ngựa, chỉnh lịch thì sẽ có một cái phần chữ để hiển thị đây nhé. Hoặc một cái phần cách lắp đặt tạ này, điều chỉnh cánh cửa này, đầy đủ hết các bác nhé. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng. Và ngoài ra còn một cái quyển giới thiệu sản phẩm của thương hiệu Hamilton các bác nhé. Đấy, Hamilton cửa nóc này gồm có đồng hồ tủ đứng tạ cây, đồng hồ để bàn và đồng hồ treo tường. Và người chủ người ta cũng đánh dấu luôn rồi. Đây là một chiếc Hamilton em đang quay đây, đã được mua vào năm 1984. Và chiếc này nó có khác gì so với chiếc ở trong catalog không các bác? Đầu tiên là từ phần mái các bác nhé, mái phủ vân lưu này, mái phủ vân lưu. Và thiết kế của cái bộ mặt số này, đây là bộ mặt số của chiếc đồng hồ các bác nhé. Và các bác nhìn xem, không khác gì nhau đúng không ạ? Chân đế được phủ vân nu nhé. Chân đế của chúng ta sẽ được phủ vân nu đây các bác này. Một phần quả nắc rất là to. Đây, đây là cái phần quả nắc cực kỳ là to của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Đấy, y đúc, thông số đầy đủ luôn các bác nhé. Và ngoài ra trong quyển catalog này chúng ta còn nhiều mẫu đồng hồ tủ đứng và nhiều mẫu đồng hồ treo tường khác các bác nhé, đến từ thương hiệu Hamilton. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi chi tiết qua ngoại hình bên ngoài của chiếc đồng hồ Hamilton này các bác nhé. Vừa nãy chúng ta đã biết được cái giấy tờ khai sinh cũng như là giấy tờ hướng dẫn của chiếc đồng hồ tủ đứng này luôn. Các bác có thể thấy một chiếc thiết kế mái vỏ sò rất là đẹp luôn. Về chiều cao thì đây là một chiếc vỏ sò có cái chiều cao là 2m16 tính từ phần đỉnh đi xuống dưới cái phần chân đế của chiếc đồng hồ các bác nhé. Và chân đế của chiếc đồng hồ này đã được mở rộng ra. Cái phần đế em đo được là 65cm. Còn về cái độ dày của chiếc đồng hồ tạ cây, nghĩa là bề ngang phần thân này các bác nhé, từ bên trái qua bên phải em đo được là 55cm. Nó bằng một cái phần chân đế của những chiếc đồng hồ sừng trâu hoặc là một số đồng hồ vỏ sò dáng nhỏ hơn đúng không ạ? Thế nên khi các bác nhìn vào chiếc đồng hồ này thì nó sẽ cho các bác một cái vẻ đẹp cực kỳ là hoành tráng và bề thế luôn. Rất là đẹp luôn. Lâu lắm rồi em mới sở hữu được một chiếc đồng hồ tạ cây nó hoành tráng và nó bề thế như thế này các bác nhé. Chút sơ qua một chút về cái thiết kế chất liệu gỗ.
Một chiếc tạ cây thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu gỗ óc chó, nhưng được phủ thêm một số cái phần gỗ vân nu các bác nhá. Đây là phần mái chính đỉnh này các bác này, được ép một phần vân nu và hai cái đường song kiện chạy dài cũng được ép vân nu các bác nhá. Hai bên này. Bên dưới đấy chúng ta cũng có một phần vân nu chính giữa đây này để tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ của chúng ta. Theo em tìm hiểu thì đây là một chiếc đồng hồ được chế tác rất là nhiều gỗ luôn và cực kỳ chắc chắn. Phần gỗ rất là dày các bác nhá. Và nó có thể nói là nó có thể nặng gấp đôi một số chiếc đồng hồ tạ cây tủ đựng khác. Chắc chắn bề thế. Có phù hợp với không gian của các bác không ạ? Đối với em thì đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ đi qua một chút về cái phần mặt số nhá. Đây là cái phần mặt số của chiếc đồng hồ tạ cây Hamilton. Chúng ta sẽ có một cái phần logo ở trên và một phần logo ở chính giữa. Và một cái phần bảng logo ở bên cánh cửa. Ba phần rất là đầy đủ và chi tiết. Vẫn là cơ chế 3 kim. Chúng ta sẽ có 2 kim và một kim rốn ở giữa đây các bác này. Ba bản nhạc sẽ được ký hiệu ở đây các bác nhá. Và có thêm một chế độ tắt chuông ở bên điểm giờ. Rất là đầy đủ và chi tiết. Ấn tượng nhất vẫn là cái phần nịch trăng sao. Người ta đã thiết kế là một cái phần nịch trăng sao đẹp, xuất sắc. Thường các bác sẽ thấy là một cái phần nịch trăng sao của những chiếc đồng hồ khác thường sẽ là những cái phần kim loại được dập nổi, sơn hoa văn đúng không ạ? Nhưng đây là một cái phần mặt trăng sao được vẽ tựa như một bức tranh sơn dầu các bác nhá. Đây là một bức tranh sơn dầu. Ngay từ cái phần mặt trăng nó đã toát lên cái vẻ đẹp nghệ thuật rồi đúng không các bác? Và đây là cái phần cánh đồng cỏ, một chiếc xe ngựa này. Rồi tiếp tục là phong cảnh ngôi nhà đây các bác này. Thực sự đây là một bức tranh nghệ thuật chứ không phải vừa là một phần nịch trăng sao, vừa là một bức tranh nghệ thuật trên chiếc đồng hồ tạ cây này các bác nhá. Số nổi vàng trên nền trắng bạc, chắc chắn khi các bác theo dõi thời gian thì nó rất là rõ nét khi và đẹp sang trọng đúng không ạ? Ăn nhập với cái phần bộ ba tạ ở bên dưới đây các bác nhá, cũng điểm trắng hoa văn vỏ vàng. Một quả nắc giáng đàn rất là lớn đây các bác nhá. Đang hoạt động đây này. Các vần cánh cửa cực kỳ là chắc chắn đây các bác này. Ba bản lề nhá, vì cái phần cánh cửa của chiếc đồng hồ này nó cực kỳ là dày đây các bác này. Các bác thấy độ dày của chiếc cánh cửa chưa? Rất là nặng luôn. Có thể nói là một chiếc đồng hồ trưng bày đã sang trọng, đã hoành tráng và khi các bác mở ra nó cũng đã đầm tay rồi. Hai bên chúng ta sẽ có hai phần cánh cửa các bác nhá. Thiết kế bằng đâm châm, hút rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, hai phần cánh cửa. Bên này cũng thế các bác nhá. Hai bên hông chúng ta sẽ có hai phần hông bằng kính các bác nhé. Kính để tạo nên cái vẻ đẹp khi các bác nhìn ở mọi góc cạnh khác nhau. Và bây giờ em xin phép mời các bác cùng em nhìn qua một chút về thiết kế của cái bộ máy bên trong nhé. Được thiết kế với cái bộ máy vách cực kỳ là dày luôn các bác ạ. Các bác có thể thấy chưa? Chạy bằng Nogai các bác nhé. Và cái bộ máy rất là dày dặn đây. Em không nhầm, thấy đây là bộ máy được thiết kế và tạo nên từ thương hiệu Kenizer, một thương hiệu nổi tiếng về những cái bộ máy đồng hồ tủ đứng đúng các bác. 12 gông 12 búa các bác nhé. Bây giờ em mời các bác cùng em nghe qua một chút về âm thanh của ba bản nhạc trên chiếc đồng hồ tạ cây này các bác nhé. Phải công nhận với các bác một điều rằng là cái phần âm thanh trên chiếc đồng hồ tủ đứng tạ cây này quá là xuất sắc luôn. Vì đến từ một thương hiệu nổi tiếng nên cái phần âm thanh của chúng ta nó cũng phải hay kèm theo đúng không ạ? Đó là cái tiếng chuông bản nhạc quét với cái nốt nhạc rất là tròn,
trầm ấm và cái bản nhạc truyền thống trên những chiếc đồng hồ tủ đứng, đó là bản Swiss như tiếng đàn đánh các bác ạ. Rất là thích luôn. Và bây giờ mời các bác cùng em nhìn lại tổng thể một lần nữa nhé. Thiết kế bề thế sang trọng của một chiếc đồng hồ tạ cây, đầy đủ giấy tờ, bề thế luôn, phần đế mở rộng. Rất là em rất là thích cái phần đế của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Phần mái cũng thế này, thì rất là sang luôn. Và nếu mà nhận xét về cái thiết kế tổng thể nét đẹp của chiếc đồng hồ này thì em nhận xét đây là một chiếc nó còn đẹp tổng thể trên 97-98% các bác nhé. Và em cũng có cái giá giao lưu luôn. Xin phép được giao lưu cùng với các bác chiếc đồng hồ tủ đứng Hamilton này với cái mức giá đó là 42,5 triệu. Miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 3 năm. Bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ tạ cây đẹp, sang trọng, hoành tráng thì xin phép liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng đồng hồ cổ Vang Vọng 0912 011 947. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.